Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc đó từ bên ngoài lại bước vào 5 người, gồm tăng nhân, đạo sĩ và 3 người thường. 5 người ấy tuổi đều ngoài lục tuần, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lóng lánh như sao. Nhìn qua liền biết ngay họ là cao thủ bậc nhất, có võ công cái thế trong võ lâm. Bọn họ kéo đến ngồi chung một bàn. Cái đó từ ngoài bước vào một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp như tiên. Cô ta đưa đôi mắt say đắm, quét nhìn khắp mọi nơi, rồi bước thẳng đến đối diện chiếc bàn với Đào Gia Kỳ rồi ngồi xuống. Khi tia mắt của Đào Gia Kỳ chạm thẳng vào tia mắt của người thiếu nữ áo vàng ấy, thì tâm thần của chàng không khỏi lâng lâng ngây ngất, nên vội cúi mặt xuống, bưng ly rượu lên uống cho đỡ ngượng. Chàng trông thấy mặt cô gái ấy rất quen, dường như là đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ rõ được. Bởi thế chàng không thể liên tưởng đến người thiếu nữ che mặt giữ địa vị bàn chủ Phi Phụng Bang mà chàng thấy tại nơi miếu quan hôm nọ. Chàng thầm nghĩ, hay chính là cô ta? Lúc đó người thiếu nữ áo vàng đã cất giọng quanh trong trẻo, bảo bọn hầu bàn mang rượu thịt đến. Đào Gia Kỳ nghe giọng nói của cô khác hẳn với giọng nói của người thiếu nữ che mặt trong ngôi cổ miếu, thì trong lòng mới hết nghi ngờ. Nhưng chàng cảm thấy cử chỉ của cô gái áo vàng ấy có nhiều điểm đặc biệt. Cô ta ngồi xuống ghế rất nhẹ nhàng, không nghe một tiếng động khẽ, chứng tỏ là người am hiểu võ công. Có một điều lạ lùng là tăng nhân, đạo sĩ và 3 người thường kia chỉ lo ăn chứ không hề nói chuyện. Dường như không ai quen biết ai vậy. Ăn uống no nê thì số người ấy mạnh ai trở về phòng nấy, đóng kín cửa không hề bước ra nửa bước. Gian phòng của Đào Gia Kỳ ở sát bên cạnh gian phòng của cô gái áo vàng. Chàng vào phòng xong thì cài then cửa lại, đưa tay quạt tắt ngọn nến ở trên bàn, rồi leo lên giường nằm nghỉ. Bên ngoài cửa sổ gió thổi lá ngô đồng kêu xào xạc, khiến cho chàng nghĩ ngợi mông lung, không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên chàng nghe trên mái ngói có tiếng bước chân người đi rất khẽ. Tiếp đó lại nghe có tiếng tà áo vũ ở trong gió từ ngoài cửa sổ vọng vào, chàng không khỏi kinh ngạc. Biết có nhân vật lạ nào đã lén đến nên nhanh nhẹn giọt người đến trước cửa sổ, đưa ngón tay chọc thủng lớp giấy che cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài sân trăng sáng như gương, cảnh vật khắp nơi trong lóng lánh như nước. Chàng trông thấy rõ có hai quái nhân hình thù như ác quỷ đang đứng đấu lưng với nhau ở giữa sân. Liền đó có tiếng người cười khanh khách đầy ngạo nghễ nổi lên, nghe chẳng khác nào tiếng sói tru, chướng tai vô cùng. Tiếp đến lại có giọng âm u lạnh lùng quát: "Lão thầy chùa Sĩ Thiền kia, anh em họ Cổ chúng ta đêm nay đến giếng người, sao người chưa chịu mở cửa nghìn tiếp vậy? Bộ muốn anh em chúng ta phải thất lễ hay sao?" Bỗng nhiên có một giọng cười thật to bất ngờ nổi lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm trăng. Tiếp đó phía bên ngoài cửa sổ lại có thêm 5 bóng người to lớn lướt nhanh tới như điện xẹt, vượt qua nóc nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hai quái nhân không khỏi giật mình, cùng nhảy giọt ra xa. Trong cổ họng lại cất tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm. Sĩ Thiền đại sư niệm Phật rồi chắp tay nói: "A Di Đà Phật, Hiền Côn Trọng, ngươi tìm bần tăng có chuyện gì?" "Để đòi lại món nợ máu đã giết chết đồ đệ của ta, ngươi còn giả câm giả điếc nữa hay sao?" Một lão già ăn mặc theo lối người tục liền quát to lên rằng: "Năm tên môn đồ hư hỏng của các ông tự dưng gây sự, xông vào Ngũ Đài Sơn, giết chết và gây thương tích rất nhiều người của Phật. Tuy là nơi từ bi hỷ xã, nhưng cũng khó nhẫn nhịn được trước hành động độc ác đó. Đó là chúng tự tìm lấy cái chết, và chết rất đáng tội. Vậy các ông sao chẳng những không lấy đó làm điều tự hối, mà trái lại lẻn vào Thiếu Lâm tự trộm mất đi quyển Giáng Long Chân Kinh, rồi đổ tội cho Sĩ Thiền đại sư như vậy?"
Hai quái nhân ấy cười nói. Trách kỳ, ông đã lầm rồi. Kẻ lấy bộ dáng lồng kinh không phải là anh em họ Cô chúng tôi. Vì chúng tôi không thèm làm những cái chuyện hèn hạ như vậy. Kẻ ấy chính là Quyền Băng Lão Mị, một tay tử thù của lão đại sư Sĩ Thiền kia. Sắc mặt của Sĩ Thiền biến hẳn, ông to tiếng quát rằng: Quyền Băng Lão Mị hiện giờ ở đâu? Một lão quái nhân cười nhạt đáp: Nếu không sợ chết trong đêm nay thì 10 hôm nữa tất sẽ gặp được hắn tại Diệp Thúy Sơn Trang. Ngay lúc đó thì Đào Gia Kỳ đã lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, đứng nấp sau góc cột. Nhìn kỹ hình thù của đôi quái nhân ấy, chàng đang tập trung hết tinh thần chăm chú nhìn ra sân lắng nghe lời đối thoại của hai bên, hầu tìm hiểu nội vụ. Nhưng bỗng chàng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng lan ra như xạ hương, không ngớt bay vào mũi, làm cho ngây ngất lòng người, nên không khỏi sửng sốt quay mặt nhìn trở lại. Thì ra không biết từ lúc nào, cô gái áo vàng đã đứng im lặng ngay sau lưng của chàng. Cô gái áo vàng trông thấy Đào Gia Kỳ ngoảnh mặt lại, thì nhếch môi tươi cười nói khẽ: Quỳnh có biết hai lão quái nhân ấy là ai không? Qua nụ cười ấy để lộ đôi hàm răng nhỏ rứt và trông như ngọc của cô gái. Thêm vào đó đôi má của cô lại núm đồng tiền, trông càng xinh đẹp, càng có sức quyến rũ con người hơn. Lúc Đào Gia Kỳ còn ở Hoài Dương, tuy suốt ngày sống bên người đẹp, nhưng thực ra đó chỉ là hành động nghi trang, chứ trong lòng không hề biết ham mê sắc trước sắc đẹp của bọn gái lầu xanh ấy. Nhưng giờ đây chàng cảm thấy tâm thần của mình không khỏi bấn loạn. Chàng lắc đầu không nói gì cả. Cô gái áo vàng liền kề tai chàng và nói: Hai quái nhân ấy là hai anh em sinh đôi. Họ là La Hầu Nhị Hung ở núi Ai Lao, tên gọi là Cô Túc và Cô Côn, tính tình hung ác. E rằng Sĩ Thiền Hòa Thượng, Bách Vũ Ngưu Tị Tử và Yến Nam Tam Kiệt không thể đối phó nổi với hai lão ta đâu. Đào Gia Kỳ nói: Cô nương phải có ý định ra giúp cho Yến Nam Tam Kiệt không? Cô gái áo vàng cười tự nhiên nói: Không giúp ai cả, còn huynh thì sao? Đào Gia Kỳ cảm thấy thái độ của cô ta đối với mình rất tự nhiên và cũng rất thân mật, nên ở trong lòng không khỏi có một ý nghĩ dè dặt, bèn đáp: Tại hạ mới dấn bước vào giang hồ, tài nghệ kém cỏi, đầu lại không biết tự lượng sức mình như vậy. Cô gái áo vàng xoay tròn ánh mắt rồi mỉm cười ngụ ý nói: Huynh không gạt được tôi đâu. Đào Gia Kỳ trông thấy thế không khỏi giật mình. Cô gái áo vàng lại nói: Hai phe đều là cao thủ trong võ lâm, võ công hết sức là trác tuyệt. Đây thật là một cơ hội ít có để chúng ta được mở rộng tầm mắt của mình. Người ta đánh nhau mà mình đứng ngoài nhìn thì mới thật là vui. Huynh xem kìa, họ đã bắt đầu đánh nhau rồi đó. Đào Gia Kỳ vội vàng quay mặt lại, trông thấy Cô Túc đã đánh nhau với Diêm La Phán Ứng Triệu Hùng, tam đệ của Yến Nam Tam Kiệt. Trong khi đó thì Cô Côn vẫn còn đang đứng trong mặt với Sĩ Thiện Đại Sư, hầu thủ thế sẵn sàng đối kháng. Cặp phán quan bút của Ứng Triệu Hùng được đúc bằng một thứ đồng thật tốt, to bằng cườm tay, đang bay dùng dút trên không, rít gió nghe ào ào, ánh sáng chập chờn khắp nơi. Ông ta vừa điểm vừa khóa vừa quét, thế nào thế nấy đều là kỳ diệu khó lường. Cô Túc thì dùng một ngọn tiên nhân chưởng bằng thép tinh rồng, ánh sáng lấp lánh, chống trả lại thế đánh của y nhanh như điện xẹt. Thế này vừa dứt thì thế khác đã công tới nơi, những thế đánh của y đều toàn là những thế tấn công tuyệt diệu. Bên cạnh đó, Sĩ Thiền Đại Sư đã vận dụng chân lực đầy đủ, gằn giọng quát lên rằng: Hãy đỡ đây! Tức thì chưởng mặt của ông ta quét mạnh ra thế khí thôn ngũ nhạc, kình khế cuốn tới ào ào, công thẳng vào ngực của Cô Côn. Cô Côn cười nhạt rồi xoay chưởng mặt nửa vòng và lật ngược cổ tay lại đỡ thẳng ra. Qua một tiếng ầm thật to, thân hình của Cô Côn liền bị lão đảo hai lượt. Trong khi đó thì Sĩ Thiền Đại Sư đã bị hất bắn ra sau ba bước.
khí huyết ở trong người đều muốn nhảy lộn lên. Sĩ Thiền đại sư có vẻ như tức giận thật sự, bèn dung cả hai chưởng lên tràn tới tấn công tiếp tục. Ông ta đã sử dụng đến độ nguy thập tam chưởng mà ông ta đã rèn luyện từ mấy mươi năm qua. Chưởng phong kiều giang dung dút, cuốn gió ào ào như muôn đợt sóng cồn. Trong khi đó thì cô Túc cũng sử dụng một thứ chưởng pháp vừa mạnh vừa ác liệt, vừa biến quá khôn lường để đối địch lại. Bởi thế bóng chưởng chập trùng như núi, phản công trở lại Sĩ Thiền đại sư. Rõ ràng là La Hầu Nhị Hung tài nghệ cao hơn đối thủ của mình một bậc. Phương chi võ công nếu kém hơn địch thủ đôi chút thì có thể đưa đến chuyện sống chết như trời. Diêm La Phán ứng Thiệu Hùng sau khi đánh với đối phương mời thế võ thì đã không thủ thắng được. Vì ông ta là một người thành danh đã lâu, kinh nghiệm già dặn, nên liền kịp thời bỏ thế công trở về thế thủ, giữ mình chặt chẽ, không để lộ sơ hở cho địch thủ tấn công được. Sĩ Thiện đại sư cũng dần dần cảm thấy luống cuống trước những thế võ cao thâm kỳ diệu của cô côn, nên bắt buộc phải giữ thế thủ. La Hầu Nhị Hung vốn đã có ý thâm độc, nên còn giữ lại nhiều thế đánh rất hiểm hóc, cũng như chưa chịu đem toàn lực cùng dơi bình khí ra. Bởi lúc ấy phía bên ngoài còn có Thiên Vũ đạo trưởng, Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ và Lôi Thần Từ Di Quang đứng ở bên cạnh nhìn chòng chọc theo dõi cuộc chiến, chứa thấy nhiều hiểm nguy này, nên chưa có ai đến can thiệp. Nhị Ung có ý chờ đợi số người này nhảy vào dòng chiến thì sẽ dùng hết tất cả những ngón đòn hiểm hóc nhất để tiêu diệt tất cả năm người, hầu không còn ai sống sót đồn đại ra võ lâm nữa. Riêng Thiên Vũ đạo trưởng Trạch Kỳ và Từ Dĩ Quan cũng có một dụng ý riêng. Họ tuy trông thấy hai người bên phe mình bị đối phương dồn ép nên chỉ còn biết lo thủ chứ không thể phản công được, nhưng khổ nỗi vì họ kiêng dè khuôn phép của giang hồ nên không dám nhảy vào can thiệp, vì lấy số đông mà áp đảo số ít là một hành động mất hết sự danh dự. Họ đoán biết là Nhị Hung còn có những thế võ hiểm hóc đầy độc ác, nên ai nấy đều cảnh giác theo dõi thật kỹ, chờ khi người bên phe mình lâm nguy thì sẽ ra tay cứu viện ngay. Họ định làm như thế để buộc Nhị Hung phải dè dặt, chẳng dám liều chết và biết khó thủ thắng được mà phải rút lui đi. Đào Gia Kỳ xem một lúc rồi quay sang cô gái áo vàng hỏi: "Bộ dáng Long Kinh ấy quý báu như thế nào vậy?" Cô gái áo vàng khẽ trợn mắt nhìn chàng một lượt nói: "Dáng Long Kinh là một bộ kinh gần đây phái Thiếu Lâm mới tìm được tại một cái giếng cổ ở trong chùa. Nhưng bộ kinh ấy được phong kín bằng một thứ hàng ngọc màu vàng. Thứ ngọc đó hết sức là cứng rắn. Những vũ khí thông thường bằng thép hoặc chưởng lực, phần đông mọi người không làm sao đánh vỡ nó được. Nghe đầu bộ dáng Long Kinh là di vật của Đạt Ma để lại. Những ghi chép bên trong bộ kinh ấy đều rất là cao siêu kỳ tuyệt. Nếu nghiên cứu tìm hiểu được sẽ trở thành một tay võ công vô địch trong võ lâm đó." Nói tới đây cô gái mỉm cười rồi nói tiếp rằng: "Thiếu Lâm Tự là một môn phái đứng hàng đầu của các môn phái lớn Trung Nguyên. Trong mấy trăm năm qua, do đó giới võ lâm không ai là không danh tị. Mấy mươi năm gần đây, nhân tài võ lâm mọc lên như nấm, khiến cho tiếng tăm của Thiếu Lâm cũng bị suy giảm nhiều. Trong võ lâm không ai muốn để cho phái Thiếu Lâm tìm hiểu được các môn tuyệt học trong dáng Long Kinh, nên mới tìm đủ cách lấy bộ kinh ấy đi." Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tại sao người lấy trộm bộ dáng Long Kinh mà lại đổ tội cho Sĩ Thiền đại sư như thế? Hành động như vậy thật không đứng đắn tí nào cả." Cô gái áo vàng nói: "Trong võ lâm lúc nào cũng có sự giằng co quyết liệt, họ dùng những thủ đoạn sâu độc. Hai tiếng đứng đắn cho dù là một cao nhân tự mình thuộc hàng chính phái cũng rất khó thực hiện cho được, huống hồ chi đối với bọn người yêu ma cùng hung cực ác này. Riêng Sĩ Thiền đại sư trước đây chính là người xuất thân phái Thiếu Lâm, nhưng về sau vì ý kiến không hợp nên thoát ly khỏi phái này, đến gia nhập ở phái Ngũ Đài Sơn. Tuy thế phái Thiếu Lâm vì nghĩ tình là Sĩ Thiền đại sư không có làm chuyện chi ác,
Hơn nữa phái Ngũ Đài cũng là một phái có cùng chung một nguồn gốc, nên họ giả vờ làm ngơ không nói đến, hầu giữ hòa khí giữa hai môn phái. Nhưng không ngờ Sĩ Thiền Đại Sư là người tâm địa hẹp hòi, lúc nào cũng tìm cách gây khó khăn cho phái Thiếu Lâm. Do đó thử hỏi ông ta không tự mang họa vào thân sao được. Đào Gia Kỳ cao đôi lông mày rồi nói, tại sao cô nương lại biết rõ ràng mọi việc như vậy? Đôi mày của cô gái áo vàng bỗng nhướng cao một lượt, có hơi bất mãn nói, đã là người trong giang hồ thì sao lại không biết mọi chuyện to lớn xảy ra trong võ lâm được chứ? Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, nếu thế thì cô nương đây cũng là vì bộ Giáng Long Kinh hay sao? Cô gái áo vàng im lặng nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt, rồi mới nhếch mép khẽ cười nói, anh đoán đúng rồi, còn anh? Đào Gia Kỳ đáp, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây thôi. Ba tiếng Giáng Long Kinh vừa rồi mới nghe được lần đầu đó. Tại hạ là kẻ tài hèn sức mọn thì đâu có dám đèo bồng, phương chi là... Câu nói chưa dứt thì bỗng thấy từ trên nền trời cao, bỗng xa xuống ba vị lão tăng râu tóc đều bạc, sắc mặt thanh tú. La Hầu Nhị Hung vừa trông thấy ba vị cao tăng này liền nhảy lùi ra sau. Cô Côn cười to nói, Sĩ Thiền, ta tạm tha cho người sống thêm ít canh giờ nữa. Ngày mai, huynh đệ chúng ta sẽ không khoan nhượng cho ngươi nữa đâu. Nói đoạn cả hai liền bay vọt thân người thẳng lên không độ ba bốn trượng, rồi lướt mất vào trong đêm tối mênh mông. Ba vị lão tăng vừa đến nhìn qua Sĩ Thiền tươi cười nói, sư đệ, từ ngày chia tay đến nay người vẫn được bình an chứ? Sĩ Thiền hừ một tiếng qua giọng mũi rồi hằng học nói, ai là sư đệ của các ông? Bấy lâu nay chúng ta đã dứt tình dứt nghĩa rồi, ai đi đường nấy? Phò Giáng Long Kinh trước kia chính tài ta ném xuống giếng sâu, thì giờ đây cũng phải chính tài ta đoạt nó về, không càng chi đến phái Thiếu Lâm các ông đâu. Nói tới đây ông ta bèn quay lại phía Thiên Vũ đạo trưởng và Yến Nam Tam Kiệt bảo rằng, chúng ta đi thôi. Tức thì ông ta liền giọt thẳng người lên cao bay nhanh như một con ó. Thiên Vũ đạo trưởng và Yến Nam Tam Kiệt đều không khỏi sửng sốt. Giữa họ và ba vị cao tăng của Thiếu Lâm cũng là chỗ quen biết nhau, nên ở trong lòng cảm thấy hết sức là khó xử. Bỏ đi cũng không tiện, mà ở lại thì cũng không ổn. Cầu Long Tổ Trạch Kỳ vẫn là người ứng biến nhanh nhẹn nhất. Ông ta bèn vòng tay cười nói, bà vị vẫn khỏe mạnh chứ? Lệnh sư đệ đến nay vẫn còn chưa hết bực tức về chuyện xưa. Chúng ta sẽ đi khuyên giải ông ấy. Đến sáng mai gặp nhau tại Thúy Điệp Sơn Trang thì sẽ kể rõ mọi điều cho ba vị nghe có được không? Một vị lão tăng của phái Thiếu Lâm cất tiếng than dài nói, vừa rồi ông ấy bảo chính tài ông ấy đã ném phò Giáng Long Kinh xuống giếng sâu. Không hiểu ông ấy có nói cho mấy vị nghe qua chuyện đó bao giờ chưa vậy? Trạch Kỳ trầm ngâm giây lát rồi đáp, lệnh sư đệ chưa nói cho chúng tôi nghe chuyện đó bao giờ. Trước kia lệnh sư đệ giận dỗi bỏ đi, có phải là vì chuyện ấy hay không vậy? Lão Tăng đáp, lão nạp cũng không có biết rõ. Xem ra có lẽ tệ sư đệ trước kia đã bị sự ức hiếp rồi. Ôi, cá tính của tệ sư đệ thật quá cố chấp. Sau khi đã xảy ra mọi việc, vẫn không chịu trở lại đây nói rõ cho vị trưởng môn nghe đầu đuôi mọi việc, hầu phân xử ai phải ai trái. Riêng Bần Tăng cũng không có giúp được gì việc ấy, vì từ bấy lâu nay vẫn chưa hề biết rõ nguyên do của việc ấy ra sao. Lần này trở về chùa, Bần Tăng sẽ tìm hiểu lại việc ấy, mong bốn vị thí chủ cũng vui lòng giải thích giúp cho tệ sư đệ hiểu, chớ làm ra thêm những chuyện khiến kẻ khác phải buồn mà kẻ thù thì lại được vui. Trạch Kỳ tươi cười nói, đấy là lẽ tất nhiên rồi. Tam Kiệt liền thi lễ cáo từ, rồi cùng lao mình lướt đi mất. Riêng ba vị cao tăng của phái Thiếu Lâm cũng giọt người bay lên, nhắm về một hướng khác lướt đi mất dạng. Trên sân đã hoàn toàn vắng ngắt. Đêm trăng vàng vạt mông lung,
Lá ngô đồng không ngớt bay múa theo chiều gió, khiến những bóng đen in trên sân không ngớt chập chờn lay động. Đào Gia Kỳ quay người lại phía cô gái áo vàng rồi nói: "Cuộc ác chiến không còn nữa, xin cô nương hãy trở về phòng yên nghỉ. Tại hạ cũng mạn phép cáo lui." Nói dứt lời, chàng đã bước sát đến trước cửa phòng. Khi ấy bỗng nghe giọng nói trong ngần như chuông bạc của cô gái vọng đến bên tai rằng: "Huynh không mời tôi bước vào phòng chơi một chốc hay sao?" Câu nói thẳng thắn ấy không khỏi làm cho Đào Gia Kỳ cảm thấy luống cuống. Trong khi đó cô gái áo vàng đang nở một nụ cười tươi như hoa, đưa đôi mắt lóng lánh như nước hồ thu nhìn chăm chú vào chàng. Do đó chàng không làm thế nào từ chối cho được, nên thầm than rồi nói: "Tại hạ không có chi để khoản đãi cho cô nương cả, nếu cô nương không chấp nhất điều đó." Cô gái áo vàng bỗng xê dịch thân người nhẹ nhàng lướt nhanh vào trong phòng của Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ trông thấy thế không khỏi sửng sốt, lại càng có ý nghi ngờ về mọi cử chỉ của cô gái áo vàng. Chàng thầm nghĩ, có lý nào mình đã để lộ sơ hở dấu vết gì cho cô ta trông thấy rồi hay sao? Liền đó chàng cũng từ từ bước vào trong phòng, trông thấy cô gái áo vàng đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt cạnh bên giường, cất tiếng nói: "Ta dường như đã gặp huynh ở đâu rồi thì phải, nhưng nhớ mãi cũng không thể nào nhớ ra được. Vậy huynh có thể cho ta biết danh tính hay không?" Đào Gia Kỳ nghe thấy không khỏi lấy làm lạ và nói thầm: "Phải rồi, ta cũng dường như có gặp cô ở đâu rồi." Nghĩ thế nên chàng thò tay vào áo lấy ra cái bật lửa, đốt sáng ngọn đèn ở trên bàn rồi tươi cười nói: "Tại hạ họ Đào, gốc ác ở Yên Kinh. Cô nương có thể chỉ dạy cho biết phương danh hay không?" Cô gái áo vàng tỏ ra hết sức là tự nhiên nói: "Ta tên gọi là Dân Mộng Bình. Huynh có thật ở Yên Kinh không đó? Chớ có gạt tôi nha." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Quê cha đất tổ của tại hạ ở Yên Kinh, nhưng về sau thì cư ngụ tại Dự Chương." Đôi tròng mắt linh hoạt của Dân Mộng Bình bỗng xoay qua một lượt rồi như sực nhớ ra điều gì. Trên ánh mắt bỗng tỏ ra nụ cười nói: "Chẳng phải tiểu danh của anh là Kỳ Nhi hay sao?" Đào Gia Kỳ kinh ngạc đến sững sờ. Chàng dương đôi ánh mắt làm lạ nói: "Hả? Cô nương tại sao biết tên tộc của tại hạ vậy?" Dân Mộng Bình cười nhạt nói: "Người ta bảo quý nhân lắm chuyện bận rộn, thật là không sai. Có lẽ huynh đã quên cái gian phòng phía sau Bát Nghĩa Viên trà lâu rồi chứ gì?" Đào Gia Kỳ hết sức mừng rỡ, chàng ngắt lời nói: "À, té ra cô nương là Dân Nhi." Tiếng sau cũng vì không tiện nói ra nên chàng cũng chỉ mỉm cười rồi chuyển đầu để tiếp lời rằng: "Còn huynh cô nương hiện giờ ở đâu?" Dân Mộng Bình nhìn thẳng rồi cười nói: "Tiểu thư hiện nay đang ở trên núi sâu lo rèn luyện một thứ tuyệt nghệ kinh người. Cô ấy sai ta xuống núi để tìm hiểu manh mối về pho hàng Thiết Quan Âm, nhưng đã 3 năm rồi bạc vô âm tín, thật chẳng khác nào là đá chìm biển sâu, nên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng." Nói tới đây cô gái dừng lời lại trong giây lát rồi mới nhếch miệng cười tự nhiên tiếp lời: 3 năm qua chẳng phải là một thời gian ngắn đâu, nên bao nhiêu chuyện đã gặp đâu thể nhất thời mà nói hết cho được. Hiện giờ pho giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm chính là 2 vật mà tiểu thư đang sốt ruột muốn lấy cho kỳ được, trước khi có thể lấy hàng Thiết Quan Âm. Nếu huynh còn nghĩ đến tình xưa thì hãy giúp ta một tay đến Diệp Thúy Sơn Trang để cướp 2 vật ấy đi. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: "Tiểu thư nhà cô cần lấy bộ giáng Long Kinh và Ngô Câu Kiếm để dùng vào chuyện chi vậy? 2 vật ấy đều là vật có chủ, vậy ngoại nhân thì đâu lại đi cướp đoạt như thế coi sao được." Dân Mộng Bình buồn bã ngắm nhìn Đào Gia Kỳ một lượt rồi nàng nói: "Huynh có biết thần thế của tiểu thư nhà ta đau đớn và đáng thương đến mức độ nào không? Người mẫu thân và đứa em trai nhỏ của tiểu thư đều bị chết dưới làn gươm của kẻ thù. Riêng người cha thì cũng bị thủ pháp ác độc của kẻ thù đánh trọng thương, suốt ngày phải chịu cái khổ bị tâm quả của chưởng lực ấy hành hạ thân thể, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Nếu chẳng nhờ tiểu thư nhà ta dùng linh dược để bảo vệ lấy tạng phủ nơi huyệt đạo bị trọng thương ấy, thì ông ấy đâu có còn sống được cho đến ngày hôm nay. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi. Lệnh tôn của Quỳnh cô nương hẳn là một cao nhân nổi tiếng, có tri kỷ khắp trong thiên hạ. Thế tại sao không ai giúp cho ông ta để... Dân Mộng Bình cười buồn nói. Dù kết giao khắp trong thiên hạ, nhưng tri kỷ thì được mấy người chứ. Lão chủ nhân của ta trước khi chưa bị thương, vì cá tính chỉ nghĩ đến chuyện phải quấy chứ không chịu dị nể. Dù là đối với môn hạ hay bạn bè, hơn nữa ông ta xuống tay hết sức là ác nghiệt, nên đã làm phật lòng rất nhiều đồng đạo. Phân chi kẻ thù của gia đình ông võ công lại hết sức là cao cường. Ngay cả ông còn địch không nổi thì nói chi người khác. Dù có giúp thì cũng chỉ tìm cái chết vô ích mà thôi. Trong khi đó thì tiểu thư nhà ta lại không có ý muốn nhờ đến người khác. Giờ đây riêng ta một mình thân yếu thế cô, vậy anh nỡ từ chối hay sao chứ? Đào Gia Kỳ mỉm cười nói. Cô nương làm thế nào biết được tại hạ am hiểu võ công mà tỏ ra tin cậy như vậy? Dân Mộng Bình nói. Tiểu thư nhà ta rất giỏi về khoa xem tướng. Trước kia cô ấy vừa trông thấy huynh, và sau khi huynh đi, bèn nói với ta là xương cốt của huynh rất tốt, lớn lên tất không phải là người tầm thường. Vừa rồi trong lúc ngồi ăn, ta đã để ý đến huynh, trông thấy thái dương huyệt của huynh hơi gồ cao, tia mắt ẩn chứa anh hoa, nên biết huynh là người giỏi về cả hai môn nội ngoại công chính tông và khéo léo che giấu, lúc nào cũng tỏ ra như rất là hiền lành. Đào Gia Kỳ nhớ lại chuyện trước kia, nếu không nhờ Quỳnh Ý Dân và Dân Mộng Bình thì mạng của chàng đã mất dưới tài của hai gã võ sư họ Trần và họ Hạ trong đào phủ rồi. Cái ơn cứu mạng như thế thì đâu lại không có báo đáp. Vì vậy chàng liền khẳng khái cười nói. Phong Kiệt là người thế nào? Dân Mộng Bình nghe hỏi đoán biết chàng đã bằng lòng trợ giúp nên hết sức mừng rỡ nói. Phong Kiệt không có gì đáng sợ, mà kẻ khó đối phó chính là sư phụ của y thôi. Phò Giáng Long Kinh do sư phụ của y trộm được và luôn luôn giữ kỹ ở bên mình. Sư phụ của y là ai vậy? Là một trong vũ nội bát kỳ, tức vô tình tú sĩ. Đào Gia Kỳ cảm thấy rất là kinh hoàng. Chàng trầm ngâm không nói gì cả. Dân Mộng Bình đưa đôi mắt lóng lánh chú ý nhìn thẳng vào mặt của Đào Gia Kỳ rồi nói. Ta cũng biết chuyện này thật là khó khăn. Dù cho võ công của hai chúng ta cao siêu đến đâu, cũng rất khó đối địch nổi với võ công quyền diệu của vô tình tú sĩ. Song nếu không hành động thì thời cơ sẽ qua mất. Vì ngày mai tất không làm thế nào tranh đoạt được hai vật ấy nữa, nên bắt buộc phải liều một phen thôi. Tại sao lạ vậy? Vì trước kia khi vô tình tú sĩ lẻn vào Thiếu Lâm đoạt mất Phò Giáng Long Kinh, chỉ có một mình Phong Kiệt là người cùng đi với ông ấy thôi. Nhưng trong dịp đó thì Phong Kiệt đã bị bọn yêu đạo khác trông thấy, nên sau khi chúng nghe phái Thiếu Lâm đã bị mất Phò Giáng Long Kinh thì liền đoán biết là Phong Kiệt lấy được. Bởi thế chúng đã hẹn với nhiều cao thủ phe Hắc Đạo tập hợp về Diệp Thúy Sơn Trang để tranh đoạt hầu chia phần với nhau. Đến nay bọn chúng vẫn không biết việc ấy chính là do vô tình tú sĩ đã làm, và cũng không biết Phong Kiệt chính là môn đồ của vô tình tú sĩ. Đào Gia Kỳ lúc này nói. Dân cô nương, cô càng nói ta càng hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Dân Mộng Bình tức giận đến dậm chân xuống đất nghe bọp bọp cào nhào nói. Chị mới nói qua, cách vắn tắt thì làm sao mà hiểu rõ được chứ. Đêm đã vào canh ba rồi, huynh nên cho biết có bằng lòng tiếp tay hay không. Đào Gia Kỳ lúc này nói. Tại hạ xin đem hết sức mình tiếp tay với cô nương. Nhưng cô nương chớ trách tại hạ sao lại làm hỏng việc lớn đó nha. Dân Mộng Bình nhanh nhẹn đứng dậy nói. Nếu thế thì hãy đi ngay. Đào Gia Kỳ dung chưởng quạt tắt ngọn nến trên bàn, rồi cả hai lướt thẳng ra sân, lao vút người lên không trung phi thẳng ra khỏi khách điếm, nhanh như một luồng điện chớp và tiếp tục chạy về phía trước như vậy. Di Sơn Hồ,
là một cái hồ to lớn nhất trong tỉnh Sơn Đông. Tuy nó không thể so sánh được với Động Đình Hồ hoặc những hồ to lớn khác trong số ngũ hồ, nhưng mặt hồ cũng rộng mênh mông, sóng nước lấp lánh, bát ngát, chiếm một diện tích to lớn vắt ngang qua cả hai tỉnh Sơn Đông và Giang Tô. Chu vi có hàng trăm dặm, chung quanh hồ lại có núi non xanh biếc đứng liền với nhau, cảnh vật cũng hết sức là xinh đẹp. Diệp Thúy Sơn Trang nằm giữa núi và ở cạnh bờ hồ, chiếm diện tích cũng rất rộng, lầu gác đầy dãy. Trong sơn trang có vườn hoa, có những khu rừng xinh đẹp và nhà nghỉ mát, có đài cao tô điểm trông thật là vui mắt. Nếu tìm lên một nơi cao để nhìn ra ngoài thì lại trông thấy trời và nước dính liền nhau thành một màu. Núi xa ẩn hiện, bờm căng gió nhấp nhô trông đẹp như một bức tranh vậy. Lúc ấy dần trăng đang ẩn mình sau một đám mây, khiến cảnh vật mông lung mờ mịt. Từ phía ngoài Diệp Thúy Sơn Trang bỗng có hai bóng người lướt nhanh tới, rồi cũng dừng chân sau một gốc cây cổ thụ cao vút. Dân Mộng Bình khẽ nói rằng: đêm vừa rồi, ta đã lẻn vào Sơn Trang, bất ngờ tìm hiểu được nơi cư ngụ của Vô Tình Tú Sĩ qua câu chuyện giữa lão và Phong Kiệt. Ta mới biết lão ta chính là Vô Tình Tú Sĩ, một nhân vật khét tiếng trong võ lâm từ bấy lâu nay. Nói tới đây, bỗng sắc mặt của nàng hiện vẻ kinh ngạc nói: tại sao nơi Vô Tình Tú Sĩ ở đèn đuốc lại sáng choang như thế? Vừa nói nàng vừa vẫy tay chỉ vào bên trong sơn trang. Đào Gia Kỳ ngó theo trông thấy trên lưng chừng núi có một tòa lầu cao, ánh đèn huy hoàng chiếu sáng ngời qua ngoài khung cửa sổ. Dân Mộng Bình khẽ nói: huynh hãy đi theo sát tôi đi. Hai bóng người liền nhảy giọt lên cao và lao vút về phía bên trong vách tường vào khu sơn trang ấy. Trong tòa lầu trên sườn núi có một người văn sĩ đứng tuổi, mình mặc áo trắng, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Trước mặt ông ta là một cái bàn gỗ sơn màu đỏ, trên mặt bàn có để một chiếc hộp bằng ngọc lóng lánh sắc vàng. Người văn sĩ ấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hai má lõm vào, đôi khóe miệng sệ xuống, dưới cằm lưa thưa ba chòm râu ngắn đen mượt, đôi mắt sáng ngời đầy lạnh lùng, thái độ có vẻ âm u sâu hiểm. Ngoài ra nơi ấy còn có một người đàn ông tuổi độ 35-36, mình mặc áo gấm ngắn, mũi ó, mắt diều hâu, hai tay đang đỡ một thanh trường kiếm có cả vỏ. Đầu lưỡi kiếm ấy hơi cong lên như là một cái mốc. Người đàn ông đó đang đứng quay lưng ra ngoài cửa sổ. Gian đại sảnh của tòa lầu này rất rộng lớn, thế mà chỉ có hai người ở bên trong, im lặng với nhau không nói câu nào cả. Thật là một điều quái lạ. Qua một lúc sau, trên khóe miệng của người văn sĩ ấy hiện lên một nụ cười sâu độc và đôi mắt khẽ nhướng cao. Người đàn ông áo gấm ngắn liền đưa hai ngón tay trên bàn tay phía mặt, mở chiếc móc trên cán gươm, rồi từ từ rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Sau một tiếng ngân nhẹ nhàng, tức thì lưỡi gươm sáng ngời màu xanh biếc, mỏng như tờ giấy, lóng lánh như nước hồ thu, liền hiện rõ trước mắt của mọi người. Ánh sáng lạnh lùng của thanh gươm như tràn ngập cả gian đại sảnh, phản chiếu vào sắc mặt của hai người một màu xanh ngắt. Ánh sáng đó gần như là đã làm lu mờ đi trên ngọn đèn huyền đăng đang treo ở trong phòng. Người đàn ông mặc áo gấm đưa mắt chú ý nhìn về phía sảnh đường lên tiếng nói: gia sư đã có lời mời, xin các vị cứ bước vào. Giọng nói của người này chẳng khác nào tiếng giống của loài xài lang, khiến cho ai nghe qua cũng phải nổi da gà. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng thấy phía bên ngoài sảnh, người bóng xôn xao ùng ùng kéo vào, đủ cả các hạng người và đủ cả các lứa tuổi. Số ấy không dưới 30 người, bước chân nhanh nhẹn, chứng tỏ đều là những nhân vật giang hồ có võ công thượng thặng cả. Trên 30 người nọ, sau khi đã tiến vào gian đại sảnh, thì tê mắt đều trước tiên chăm chú nhìn cả vào chiếc hộp ngọc sắc vàng lóng lánh đang để trên mặt bàn. Những tia mắt của họ ngầm chứa rất nhiều thâm ý khó đoán ra được. Cặp La Hầu Song Hung
cũng có mặt trong số những người này. Thái độ của hai lão ta trông thật là ngạo nghễ, dường như không xem người văn sĩ đang ngồi như pho tượng kia vào đâu cả. Đôi mắt của người văn sĩ đứng tuổi ấy không hề nhướng lên, như xem chuyện số người kia kéo đến chẳng có gì đáng để ý hết. Số người đến ấy đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới giang hồ, nên nhìn thấy thái độ ngạo mạn vô lễ của người văn sĩ kia thì ai nấy đều lộ vẻ tức giận không vui. Cô Côn cười nhạt rồi đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo gấm ngắn, gằn giọng nói: Phùng Tràng chủ, đây có phải là lệnh sư không? Vậy có lý nào Trang chủ không muốn giới thiệu cùng chúng tôi hay sao? Người đàn ông mặc áo gấm ấy tức là Trang chủ Diệp Thúy Sơn Trang, tên gọi là Phong Kiệt. Y nghe qua câu hỏi, bèn gằn giọng đáp: Chính là gia sư của ta. Cô lão sư có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải giới thiệu từng người một cho tốn thời giờ. Gia sư của ta có lẽ không có kiên nhẫn được như vậy. Cô nghe qua sắc mặt tràn đầy sát khí, nhưng lão ta đã kịp thời dằn xuống chưa vội gây sự. Sắc mặt của người văn sĩ trung niên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ông ta từ từ nhếch miệng nói: Có phải các vị đến đây đều là vì phò giáng lồng kinh này hay không? Các vị có ý định gì, cứ nói thẳng cho lão phù nghe thử coi. Chiếc hộp ngọc ta đang để yên trên bàn đây, nếu có vị nào tự tin vào gió công của mình thì cứ thò tay lấy đi. Chỉ e rằng các vị không có can đảm như thế. Trong số người kéo đến đây bỗng có một tiếng cười khanh khách rất ngạo nghễ nói: Dương Nhân Hào, ta sẽ thò tay đến lấy đây. Tiếng nói vừa dứt thì người ấy đã tràn nhanh tới như gió, giường năm ngón tay ra nhằm chụp thẳng vào chiếc hộp bằng ngọc. Cùng một lúc người ấy lại giương hai ngón tay khác nhằm điểm thẳng vào bách hội quyệt trên đỉnh đầu của vị văn sĩ. Thủ pháp của người đó nhanh nhẹn tuyệt luân, thật ít thấy trên chốn võ lâm giang hồ. Nếu người không có võ công cao cường tuyệt đỉnh thì chắc chắn không thể nào hành động như vậy được. Người văn sĩ đứng tuổi vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra hết. Hai mi mắt buông xuống như chẳng có phản ứng chi cả. Nhưng tiếp đó chỉ thấy một đạo ánh sáng lạnh ngắt chớp lên, tức thì chỉ nghe một tiếng gào đau đớn rùng rợn. Màu máu đỏ cũng theo đó mà tung té khắp nơi. Thì ra cánh tay của Dương Nhân Hào đã bị đứt lìa đến sát khuỷu tay, và người của y cũng té lăn ra đất, máu tươi trào ra như suối, đào đớn đến nỗi run rẩy toàn thân, đôi mắt trợn ngược. Trên mặt bàn, hai cánh tay đứt lìa của nạn nhân nằm yên gần chiếc hộp ngọc, khiến cho ai nấy phải kinh tầm tán đổm. Đôi mi mắt của văn nhân vẫn buông xuống và vẫn ngồi yên như pho tượng. Phong Kiệt đứng sững y nguyên chỗ cũ, tựa hồ như y chẳng hề xuống tay trừng trị kẻ địch vậy. Lúc đó tất cả những nhân vật giang hồ đang hiện diện đều biến hẳn sắc mặt, lộ vẻ khiếp sợ khôn cùng. Cô Côn cất giọng lạnh lùng sâu độc nói: Phong Tràng chủ, ông chẳng qua ý lại thanh ngô cầu kiếm sắc bén vô sầu kìa nên có hành động một cách độc ác như thế. Cô mổ thật không làm sao nhìn được nữa rồi. Phong Kiệt gằn giọng đáp: Phong mộ chỉ mời các vị ra mắt gia sư, nhưng tuyệt đối không cho phép các vị có thái độ ngông cuồng vô lễ, ra tay cướp giật như thế. Phong mộ hành động như thế là đã rất có lòng nhân. Chỉ chặt đứt hai cánh tay của Dương Nhân Hào, riêng tính mệnh của hắn ta thì không có sao. Nếu là gia sư của ta trừng trị thì ông ấy thực không có hình dung ra được đâu. Cô Côn tràn đầy sát khí, đôi chân bước tới từng bước, tiến thẳng về phía Phong Kiệt. Phong Kiệt cười lên ghê rợn, đưa ngàn lưỡi kiếm quát rằng: Cô lão sư, tôi khuyên ông nên kịp thời quay đầu trở lại. Lưỡi kiếm khi đã dùng ra thì thật không còn cách nào nói đến chuyện nhân nhượng được nữa đâu.
cô Côn vẫn bước từng bước một tiến tới mãi. Phong Kiệt liền cất tiếng cười lạnh lùng, rồi dùng thế mãn thiên hoa vũ, dùng nhanh lưỡi kiếm ra. Tức thì luồng kiếm phong ồ ạt cuốn tới, hiện lên hàng vạn đốm sao, nhằm chụp vào người của cô Côn. Cô Côn nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi, rồi chớp mắt thò nhanh cánh tay mặt ra, giương cả năm ngón, nhắm chụp vào huyệt đạo nơi cổ tay đang cầm kiếm của Phong Kiệt. Võ công của La Hầu Sông Hùng đã đạt đến mức sức quỷ nhập thần, nên thế đánh của lão ta quả thật là kỳ diệu vô song. Khi những đầu ngón tay của cô Côn vừa chạm đến cổ tay cầm kiếm của Phong Kiệt, thì bỗng lão ta cảm thấy ở phía sau lưng của mình có một luồng gió lạnh thấu xương tủy bất thần tấn công đến. Do đó lão ta không khỏi kinh hoàng, nhẹ nhàng rút cánh tay trở về, giọt người bay cao lên không và nhào lộn trở ra ngoài, đứng yên tại vị trí cũ. Nhưng luồng gió lạnh ấy đã quét trúng lưng của lão ta, khiến lão ta cảm thấy khắp cả người đều lạnh buốt, gần như máu huyết đều đông đặc cả lại. Lão ta không ngớt rùng mình, rồi vội vàng vận dụng chân lực để chống trả, trong khi sắc mặt đã hoàn toàn biến hẳn. Thì ra trong lúc lão ta đã cảm thấy huyết mạch ở trong người đang bị bế tắc khắp nơi, không còn vận chuyển thông suốt được. Bởi thế lão ta vì quá sợ hãi nên đã thân mình đều mềm nhũn, bất giác liên tiếp thối lùi ra sau. Cô Túc trông thấy thế, mặt liền biến sắc, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô Côn. Lão ta trông thấy người văn nhân đứng tuổi nọ vừa rồi chỉ khẽ nhấc bàn tay lên là đã sử dụng một thủ pháp kỳ diệu khóa cứng mạch đạo của đối phương rồi. Thế là tất cả những nhân vật giang hồ tên tuổi lẫy lừng một thời hiện diện trong gian đại sảnh này đều biết được người văn nhân đứng tuổi ấy là một nhân vật phi thường, nên ai nấy đều kinh hãi đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Cô Túc mỉm cười ghê rợn, tia mắt đầy vẻ căm hận, nhìn thẳng vào Phong Kiệt nói: "Lệnh sư là một nhân vật thế nào, xin mau nói rõ cho chúng ta biết. Huynh đệ của cô mẫu đầy, nếu ngày nào còn ba tấc hơi thì nhất định cũng phải trả cho kỳ được mối thâm thù đêm nay." Nói đoạn lão ta quét mắt nhìn về phía người văn nhân đứng tuổi một lượt, rồi bồng lấy cô Côn định sẽ lao người lướt ra khỏi gian đại sảnh. Bất ngờ người văn nhân đứng tuổi kia liền cất giọng lạnh lùng nói: "Người có thể bỏ đi được hay sao?" Dứt lời ông ta dùng chưởng lên đánh nhẹ nhàng về phía ấy, xem như không hề dùng đến sức mạnh. Cô Túc biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn nhảy lùi hai bước. Người văn nhân đứng tuổi lại lạnh lùng nói: "Tất cả những người có mặt tại đây đêm nay đều phải ở lại đây cho ta. Nếu ai dám cãi lời thì chớ có quán trách lão phù sao quá vô tình đó." Giọng nói giá lạnh như băng, khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình. Đột nhiên từ bên ngoài gian lầu vọng đến một chuỗi cười to. Tiếng cười chưa dứt thì bóng người đã lướt đến nơi. Mọi người trông thấy đó là ba lão già sắc mặt âm u, đang kề vai đứng thành một hàng ngang. Lão già đứng ngay chính giữa mỉm cười nói: "Lệ lão sư, đã mấy chục năm nay không gặp mặt, ta tưởng ông đã về chầu trời rồi. Nhưng không ngờ ông vẫn còn sống ở dương gian và vẫn còn cái thái độ lạnh nhạt không một tí tình cảm nào như thế. Xem ra núi sông cũng dễ thay đổi hơn là lòng người đó." Đôi mày của người văn nhân đứng tuổi khẽ lay động, thân người cố y khẽ cúi xuống rồi lại yên lặng trở lại, cất giọng lạnh lùng nói: "Ta đã tiên đoán là số lão quỷ các ông sẽ động lòng tham mà tìm tới đây." "Quả nhiên là không sai chút nào." Lão già đứng giữa cười to nói: "Ta không hề biết trước là ông đã trộm được phò giáng long kinh." Người văn nhân nói: "Hiện giờ đã biết được rồi, vậy ba vị vẫn có ý định ra tay tranh đoạt hay không?" Lão già đáp rằng: "Cũng chưa hẳn đâu, còn phải chờ xem ý định của ông ra sao đã." Vừa nói lão ta vừa đưa mắt liếc nhìn hai cánh tay đứt lìa đang nằm
ở trên mặt bàn, và thân người của Du Nhân Hào đang té quỵ trên mặt đất. Cây đó lão ta lại đưa mắt nhìn về phía cô Côn, sắc mặt đang tái nhợt, xem như hấp hối đến nơi rồi. Hắn mỉm cười nói, các ông thật không biết tự lượng sức mình, dám cả gan thò tay cướp đoạt phò giáng long kinh trong tay của vô tình cư sĩ. Hành động ấy đưa đến cái chết thật không ai thương cả. Các tài hắc đạo trong giới giang hồ vừa nghe qua cái tên vô tình tú sĩ thì ôi thôi, sắc mặt đều biến hẳn, ai nấy đều thầm tự trách. Tại sao mình lại mạo hiểm ngu xuẩn đến như vậy, giờ hối hận cũng không xong rồi. Người văn nhân cười nhạt nói, cái tên bé nhỏ của ta làm sao mà so sánh nổi với Bắc Quốc Sông Ma và Quyền Băng Lão Mị khét tiếng trong thiên hạ được. Muôn người tín ngưỡng và các vị cũng đã hả hê với ba cái danh hiệu này chứ. Không dám, không dám. Phong Kiệt vừa nghe tên Bắc Quốc Sông Ma và Quyền Băng Lão Mị thì lộ vẻ hết sức lo âu. Nhưng ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình bị tê, rồi cả người đều cứng đơ á khẩu không nói được tiếng nào nữa. Y biết mình đã bị đối phương bí mật xuống tay chế ngự, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng cuống quýt. Liền đó cả gian sảnh đường liền bị một ngọn gió sấy ồ ạt thổi vào và rít gào không ngớt. Đèn đuốc đều tắt phục, chung quanh trở thành tối đen, ngửa bàn tay cũng không nhìn thấy. Lúc ấy nghe có tiếng của vô tình tú sĩ quát to lên rằng, đố các ông dám đó. Tức thì tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, khiến cho cả gian đại sảnh đều rung rinh chuyển động. Tiếp đó là hai tiếng của Quyền Băng Lão Mỹ quát to lên rằng, đấy là kẻ khác đã ra tay tấn công lén, chứ nào phải ba người lão phu có hành động cướp giật như thế đâu. Bỗng nhiên có một ánh lửa lóe lên giữa đêm tối, thì ra trong số những nhân vật giang hồ hiện diện có người đã lấy cái bật lửa bật sáng lên. Nhờ thế ai nấy đều trông thấy chiếc hộp ngọc màu vàng sáng lóng lánh trên mặt bàn đã không cánh mà bay đi mất rồi. Quý thính giả thân mến, Nhất Chưởng Đồ Long phần thứ 14, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 15 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.